trong đầu chúng ta chỉ có những cái khó khăn đó thôi, thì chúng ta có làm được không ạ? Vậy thì thay vì cái việc mà chúng ta cứ nhiều nhìn vào những cái nỗi sợ đó, thì chúng ta hãy nhìn gì ạ? Vào những điều chúng ta muốn, chứ đừng nhìn vào những điều gì ạ? Chúng ta sợ. Đặt ba câu hỏi, bạn là ai, tôi là ai, đấy. Tôi đại diện cho cái gì và tôi phục vụ ai, đấy là ba quả cốt tử về xây dựng gì ạ, xây dựng hiệu. Em lại phải có góc nhìn nó thật lớn hơn nữa, em lại phải phát triển lên thật nhanh, thì để ít nhất có các bạn có cái thứ để các bạn học của em ở đó.